Xin chào cả nhà, bên shop mới về mẫu giày nam Skechers Dawson 3.0 rất là đẹp nha. Mẫu giày thể thao Oxford thiết kế đơn giản, dễ mang, phù hợp với mọi phong cách. Mẫu này có dây buộc co giãn nhưng không cần phải buộc dây, chỉ cần xỏ chân vào và đi thôi, rất là tiện luôn. Giày có size từ 39 đến 50.5 nên các anh đi size to thì yên tâm, bên em vẫn có size cho mình nha. Với chất liệu lưới thoáng khí kết hợp với da rất là sang luôn. Đệm lót Aircool Memory Foam siêu êm, thoáng khí, thoải mái trong từng bước đi. Kết hợp với bộ đệm Goga Mat tăng thêm khả năng hỗ trợ, nâng đỡ bàn chân và hạn chế đau chân. Đế ngoài với chất liệu EVA siêu nhẹ, ma sát tốt và chống chân trượt. Mẫu này có hai màu đen và nâu rất là dễ mang, phù hợp với mọi trang phục. Hàng outlet chính hãng nên số lượng có giới hạn và trong tuần này đang có chương trình mua 1 tặng 2. Mỗi đôi giày đều kèm hộp đựng rất là đẹp luôn nên mình có thể mua làm quà tặng cho người thân hoặc bạn bè cũng rất là hợp lý nha. Vì số lượng ưu đãi có giới hạn nên quý khách phải mau tranh thủ ghé shop sớm thì bên em mới còn hàng, còn size và được áp dụng ưu đãi này nha.